Dạ rồi, Nam Mô A Di Đà Phật đi. Cái gì đâu mà mở miệng ra là toàn là giấy 500 không hà. Hello. Biếm mẹ làm sao? Thôi, Đâm bà đừng mẹ đừng nè. đừng À, đúng không? Đừng quay nè. Đừng quay nè. ở bà mét ai vậy? Bà mét chị Thúy hả? Thôi con về, quá bực bội rồi, hết thương luôn rồi. Gì đâu mà chữ hoài à, chữ với con không đẻ vậy Dạ, chào cô chú anh chị và các bạn. Đi vô thăm bà nội qua cùng giúp không? Bà nội đáng yêu, bà nội dễ thương. Bà nội ơi, nội ơi, nội ơi, nay nội khỏe không? Trời có bánh kìa. đó. Nói, Bánh này. con ăn mà có giờ mới kìa, giờ là bữa nay mắt nội yếu ta. Bà chá nó ăn À, mấy chán hả nội he? Bữa nay con hết phá rồi, bữa nay con dễ thương, à? bữa nay dễ thương, bữa nay con dễ thương lắm nội. Nội tên đâu? Bữa nay bà nội dễ thương giống như thịt con coi. Nội ừ, mấy bữa nay nè con không có lại thăm nội nè, thì nội cho con biết coi là nội. Nội ơi, Không nữa à? trời ơi, con mới hỏi thăm nội hè. Không hồn luôn 100. Mày nói con gì vậy? Ủa, cái tuần này con không có lại thăm nội rồi, nhớ nội mà. Đưa đây con xé ra cho, đưa đây đưa bánh đây, con lột ra cho nội ăn. Trời đất ơi, vậy cũng chữ nhỏ nữa à. Thôi nội ơi, đưa đây con lột ra cho. Trời, con mẻ nhét vô luôn rồi kìa. Thôi, trời ơi, con có biết bà nội là có ưa con hồi nào tới giờ đâu. Bây giờ nào phải vô thăm nội. Mà cái chân bà khỏe chưa? Hả? Nội, nội ơi, trời, con hỏi thì làm ơn trả lời với con đi. Khán giả người ta cũng biết coi bà nội có khỏe không nè. Trời ơi, sao bà nội lại đồ giống con? Ừ, làm gì mà cà chè 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 vô vậy? Để con cũng phải đi, để con đi vô luôn. Nhưng mà bà nội á, cho con biết coi là bà nội khỏe không? Nội, trời ơi, thôi mẹ mình ăn xuống hết rồi. bà lệnh làm gì vậy? Bà lấy cái bánh bà chậu con luôn hả? Bánh đi con, bánh đi. Em mở rồi. Quá trời bà nội luôn rồi, bà hết thương Phong rồi, Em mở rồi nha. bà không có còn thương Phong nữa rồi. Em mở rồi nha. Giờ sáng nha nha. Đó, bây giờ nè cái chân bà nội nó bớt sưng nè, thấy không? Không lý lẽ nè. Vẫn đâu quả nè. Con chỉ cái chân nó bớt sưng cho khán giả người ta mừng. Trời ơi, có kìa, thấy không? Đây nè quý vị, cho quý vị xem nè, cái chân của bà nội giờ nó xẹp nhiều luôn rồi nè. Đó, vậy đó bà hả, lỡ khều có chút xíu chữ đó, nè không có biết coi nè quý vị, đó vậy nè, thấy chưa? Đóng nó không cho người lên nè không. Bây giờ bà nội không cho con cũng lợi vậy, lợi để mở hả thăm nội rồi cái hả còn phải gửi tiền cho chị Thúy nữa. Ngồi làm ơn nè, tôn trọng chút xíu nha. Người ta ngồi đây rồi phải quay mặt qua đây cho người ta xem. Ta dòm dung nhan của bà nội coi. Thôi, lấy nước tại con hay chị. Ôi, con biết cái bài của bà nội rồi. Uống chứ không có tạt nha. Rồi, hứa 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 nha, người lớn nói chuyện uy tín xíu nha. Uống rồi đưa đây nha, cái tiền đổ đổ kìa đây. Uống không phải đổ chắc ăn không? À, đưa đây uống miếng nè. Thôi nè, uống uống cái nữa đi rồi đưa cái ca cho chị Thúy đi, nói gì vậy? chứ bà nội để đó rồi một hồi con có chuyện với con nữa.
con hiểu hết trơn nè. Đúng rồi, hổ thấy không? An toàn. Ê, đâu, thôi. Đâu con mày. Không có chữ, không ưa. Đưa bánh bánh đây cho xé ra cho. Không ưa mà cũng đừng có chữ. Xé ra cho. Thôi để con xé cho bà nội nè. Xé đi. Nội ơi. Từ đây con xé cho. Trời ơi, trời đất quỷ thần ơi. Sao mà con xé cho mà khó gì mà khó kỳ cục luôn hè. Đó, bà, không có chữ nha. Nhớ là không có chữ nhỏ nha. Mệt quá à. Có tuần nay rồi ta lợi ta thăm, ta nhớ cái dung nhan này, ta thở ta thăm, cũng không bao giờ mà thay đổi được, à, cũng chữ vậy quái à. Đó 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 đó. Ăn liền không? Tổ chỗ. Cũng liền tại chỗ. Ôi ơi. Thấy như vậy là thực sự là con cũng mừng cho bà nội dữ lắm rồi đó. Không có bị sưng nữa rồi. Bây giờ á còn với cái bàn. Bây giờ trên ừ, cái như cái bàn chân nè quý vị ơi. Bây giờ nó cử động mạnh hay mạnh chút được rồi, bây giờ tới giờ luôn. Ừ, bây giờ á là ở trên này nó bất sưng nhưng mà nó dồn xuống dưới hai cái bàn chân nè. Cũng không có bạc nha. Ừ. Đổ. Uống cái góc kia, uống góc kia. Ừ. Giờ đến đây. Trời nóng nực mà nội. Đủ rồi. Hứa nha, không có tạt nhỏ nha. Quy tín nha. Ôi đó, quỷ thần ơi, hứa là không có tạc nha. Gỡ cái quay thật lắm luôn. Trời, bà nội hứa rồi là bà nội phải giữ lời, không bao giờ được tạc nhỏ nha. Trời đất mẹ ơi, trời ơi. Sao bà nội chổi con? Bà nội. Trời ơi, trời ngay con mắt luôn mới ghê chứ. Điện rồi lấy vàng. Sao mà kỳ cục ghê luôn á. Giận, con giận bà nội luôn rồi. Hết thương bà nội luôn rồi. Hết thương luôn rồi. Nè, thấy không? Bà thủ cái vụ đây nè. À, hư máy con nội ơi. Đó. Thôi bà nội vậy rồi không có ai tin tưởng nội hết trơn rồi. Lời hứa mà nói hồi Phong cũng dính đạn hà. Đó. Chị Thúy nói là bà nội đừng có chửi con. Thì hứa gặp đầu rồi không được chửi nha. Bà nội hứa đi với con đi, bà nội không có chửi con nha. Nội. Bà không chửi đi, con thương bà dữ lắm á. Không lợi rồi sao được, chị Thúy chỉ chồng con á. Mày chồng, mày chồng. Mỗi lần người nó hoài hoài. Trời ơi, ta chăm bà thì con cũng phải gửi tiền cho chị chứ. Không lợi đây rồi sao được. Ha nội ha, như hứa là không có... Trời ơi, bà đọc, con mới hỏi bà đó, con nói kiếm cái gì? Bà định kiếm cái gì? Ờ con mẹ rồi kìa. Để phong qua. Nè, cho quý vị ngắm dung nhan của bà nội nè. Tôi đâm thấy bà nội về luôn, phát rồi bữa à. Đó, đây nè. Đâm bố mày. Đó, cái chân và hai bên bên nào cũng sưng chân nè. Nhưng mà chỗ này đỡ lắm rồi nè. Uống nước, phát. Tại sao mà không bao giờ mà bà nội với con được thuận với nhau mà nói chuyện chân á. Gặp con là chửi con hoài hà. Thôi luôn mày. Mà tại sao con máy con qua đây cái bà quay ngược lại. Bà quay ngược lại thì con qua đây. Đó. Phải luôn luôn theo bà để mà ngắm dung nhan của bà đó, bắt đầu bà đổi rồi. Con đó luôn nha. Con chửi mẹ nè nha. Trời đất ơi, con quay thôi chứ làm cái gì mà chữ nhở. Đó, bắt đầu phong. Bắt đầu phong qua đây nè nha. Đó, bắt đầu. Mẹ mày. Bắt đầu á. Bắt xe. Rồi làm. Ừ đúng rồi đó, mình kê lên đó cho nó không nó khỏe hả nội ha. Hả nội ha.
Đấy. Thì cái gì ơi, bữa nay để ở đây á, sau một tuần á, thì thấy bà nội bà cũng coi như bà khỏe đó nha. Chân cẳng thì thấy cũng gọi là tạm ổn, chứ vô gọi là ổn thực sự nữa. Chất giọng thì vẫn rỗn rỗn rãng rãng, chữ vẫn giòn tan, chữ phong vẫn đều, vậy cũng mừng rồi. Có con trai bữa nay đi tới để gửi tiền cho chị Thí chăm sóc nội. À, bữa nay là mấy ngày chị? 8 ngày. 8 ngày ha. Rồi em mới soạn đem theo có 2,1 triệu ha, là em gửi 7 ngày. Thôi không phải, phải em phải đưa thấy cái này. Đây, cái này là chị đếm mà em còn phải 2,1 triệu không? Dạ, 2,1. Rồi 2,1 ha, 7 ngày nha. Dạ dạ. À, đi lại để gửi tiền chăm cho bà nội vậy đó, mà bà nội chữ con quay à, con không hiểu luôn nữa đó. Thôi giờ nè bà nội ơi, bà hung con cái đi, con về nè. Nói hung con cái, về vợ con quay mà. Trời đất ơi, hung bà không chịu, con hung bà nha. Con hung nha, hung nè, chuẩn bị nha. Nói chuẩn bị chưa? Anh thấy mấy cái vụ mà im im của này sao lo quá. Nói nói trời đất quỷ thần ơi, con ngồi im ru luôn á. Hình như bà sợ con một cái điều gì đó mà hả, không lý giải được luôn nữa nè. Ai tới bà cũng được hết, mà con tới bà không được là sao? Cái này là con thắc mắc hoài, và nhiều người cũng thắc mắc luôn á. Tại sao bà nội qua lại gặp chú Phong là chữ, mà ai đi lại cũng được hết? Tại sao vậy nội? Bộ con giống một cái người là hồi đó hả bà thương hả? Hả? Cái người nào mà phụ tình bà đó, có râu có ria hả, rồi bà ghét, mà ghét con luôn hả? Nói nghe trả lời coi chứ không có được im nha. Nhỏ hỏi thật sự thì trả lời đây. Ơ trời, bà nội hứa con sao? Cảm ơn mày. Con đang hỏi bà nội nè, tại sao mà chỉ có một mình con là bà nội không thương thôi. Nói ai đi lại bà, nựng bà, nói chuyện với bà cũng được hết, mà con bước vô là bà chữ liền là làm sao? Bà, trời đất ơi, trời, chị thấy chị kêu nói chuyện với chú Phong mà quay, bà quay qua bà sực nhỏ cái câu phải nói rồi, toàn giấy 500 mà chứ không phải giấy 1,000, 2,000 nữa. Già rồi, Nam Mô A Di Đà Phật đi, cái gì đâu mà mở miệng ra là toàn là giấy 500 không hà. Hello. Thôi đừng. Đừng quay nè, Ủa bà mét ai vậy? Bà mét chị Thí hả? Thôi con về. Quá bực bội rồi. Hết thương luôn rồi. Gì đâu mà chữ quay à, chữ với con không đẻ vậy đó.